Cửu Vĩ Hồ, loài cáo chín đuôi trong truyền thuyết. Cửu Vĩ Hồ, thông thường còn gọi là cáo chín đuôi hay hồ ly chín đuôi, là hình dạng tiêu biểu nhất của loài hồ ly, một trong những loài yêu tinh phổ biến và nổi tiếng nhất trong văn hóa các nước Đông Á. Hình tượng Cửu Vĩ Hồ trở nên rất phổ biến từ xa xưa trong thần thoại Trung Quốc, được cho là có từ tận thời Tiên Tần, khoảng đời nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Đặc biệt, qua tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, nhân vật Đắc Kỷ được cho là do Cửu Vĩ Hồ hóa thân thành. Cùng với sự phổ biến rộng rãi trong nghệ thuật và yếu tố dân gian, các truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ cũng được thêu dệt và lưu truyền sang Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loài yêu quái huyền thoại này nhé! Hồ ly tinh là gì? Trong các huyền thoại và truyền thuyết ở các nước Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, hồ ly tinh là cách gọi những con cáo sống lâu năm, tự tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thu tinh hoa trời đất để thành tinh. Chúng tu luyện 100 năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là yêu hồ. Tu luyện đến 1.000 năm thì thành loài lục vĩ ma hồ hay cáo ma sáu đuôi. Và cứ như vậy cho đến khi đến được cảnh giới chín đuôi, cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành hình người vô cùng xinh đẹp, thông minh và có sức quyến rũ kỳ lạ. Một trong những hình tượng nổi tiếng nhất về hồ ly hóa người đó chính là Đắc Kỷ. Cửu vĩ hồ tại Nhật Bản. Cửu vĩ hồ nổi tiếng ở Nhật Bản là Tamamo no Mae, hay còn gọi là Ngọc Tảo Tiên, là một nhân vật thần thoại Nhật Bản. Với tư cách là kỹ nữ của thiên hoàng Konoe, cô được cho là một tuyệt thế mỹ nữ và đồng thời cũng cực kỳ thông minh. Cô đã khiến cho thiên hoàng trở nên rất ốm yếu. Sau khi Ebno Yasuchika đến để chuẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe kém của thiên hoàng, cô đã bị người này đuổi đi. Ebno Yasuchika đã khám phá ra bản chất thực sự của Tamamo no Mae. Một vài năm sau đó, trong khu vực Nasu, người ta đã trông thấy cửu vĩ hồ ăn thịt các phụ nữ và lữ khách. Cửu vĩ hồ tại Trung Quốc. Ở Trung Quốc, tiêu biểu cho cửu vĩ hồ là Tô Đắc Kỷ hoặc Đắc Kỷ, là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là vương hậu thứ hai của Đế Tân, tức Trụ Vương, vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là có nhan sắc yêu kiều, làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ. Trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, một tiểu thuyết phổ biến hình tượng Đắc Kỷ nhất, mô tả Đắc Kỷ họ Tô là con gái của Tô Hộ, chỉ là một người bình thường, nhưng trên đường dâng nạp cho Trụ Vương đã bị hồ ly tinh nhập xác để thực hiện nhiệm vụ của nữ oa giao cho, làm cho Trụ Vương mê muội và làm nhà Thương sụp đổ, tạo điều kiện cho nhà Chu thu phục thiên hạ. Cửu Vĩ Hồ tại Việt Nam. Truyền thuyết về Lê Thái Tổ, Lê Lợi từng có một câu chuyện liên quan đến hồ ly tinh. Chuyện kể rằng trong một lần lẩn trốn sự truy bắt của giặc Minh ở Lam Sơn, Lê Thái Tổ thấy một cô gái mặc váy trắng chết trôi sông. Dù trong tình cảnh nguy hiểm, Lê Thái Tổ vẫn tiến hành chôn cất tử tế cho nữ nhân xấu số này. Khi quân Minh truy sát tới gần, bỗng có một con cáo trắng chạy từ đâu ra đánh lạc hướng giặc. Lê Thái Tổ cho rằng đó chính là hóa thân của cô gái đã cứu mình. Sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ phong ân nhân cứu mạng làm thần hộ quốc và cho làm một bức tượng hình cô gái có nửa thân là cáo chín đuôi, đặt tại võ bang trong điện, gọi là Hồ Ly Phu Nhân. Có thể còn nhiều nữa những câu chuyện, truyền thuyết về cửu vĩ hồ mà mình chưa liệt kê hết trong video này. Nếu bạn biết thêm câu chuyện nào về loài yêu quái này, hãy comment phía dưới để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.